Ok, xin kính chào mọi người, anh chị, cô chú. Hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một cái combo về gia vị của Tây Bắc. Thì cái này khá nổi tiếng. Đó là hạt mắc khén và hạt dổi. Thế thì một cái túi hạt dổi như thế này thì sẽ có giá là 100.000 đồng. Và một cái túi mắc khén này thì cũng có giá là 100.000 đồng. Thì combo của nó, hai cái này là 200.000. Mình cũng lấy tròn đi. Thì cái hạt dổi này mình chọn là cái hạt dổi bé chứ không phải hạt dổi to. Hạt dổi thì chính xác nó có hai loại là hạt dổi bé và hạt dổi to. Thì cái hạt dổi bé là cái hạt chuẩn nhất, xịn nhất và thơm nhất trong hai cái loại hạt dổi đó. Hạt dổi to thì mùi nó hắc hơn, ngửi nó kinh lắm. Mà cái hạt dổi bé này là cái hạt dổi cực kỳ thơm. Anh chị em cô chú chỉ cần vài hạt, ngửi bình thường này đã thơm rồi, nhưng mà khi mà nướng lên nó còn thơm nữa. Chỉ cần vài hạt này thôi là nướng lên là có thể là không phải là một nắm này của mình đâu, chỉ còn 3-4 hạt thôi nó có thể là sử dụng trong gia đình rồi. Ok đấy. Thì đây là 50g, một túi 50g này được khá là nhiều đấy. Và đây là túi 500g. Cái này là 5 lạng. Thì cái bộ combo này nó sẽ là 200.000 đồng một cái combo này, gồm 5 lạng mắc khén và 50g, tức là nửa lạng của cái hạt dổi đó, thì là 200.000 đồng. Cái cước phí thì nó sẽ riêng, đâu đó nó sẽ khoảng tầm 35.000 đồng. Thì bên Viettel họ thu riêng, mình chỉ thu tiền sản phẩm chứ không có thu cái hạt mắc khén, hay là không có thu cái tiền vận chuyển. Ok, mọi người có thể liên hệ mình qua số điện thoại ở phía góc màn hình này, 0947010585, hoặc là nhắn tin theo Zalo cũng theo số 0947010585. Anh chị em cô chú là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đó, đây là hạt mắc khén, đây là hạt dổi. Ok, cảm ơn mọi người, kính chúc anh chị cô chú sức khỏe và thịnh vượng.